Trên đây mát lắm mọi người ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang có mặt ở Tượng Chúa Giang Tay. Mình đi Vũng Tàu rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình sẽ đi lên Tượng Chúa. Nào cùng đi với mình nha. Sau khi đi lên khoảng 30 bậc thì đây sẽ có một cái khuôn viên. Hiện tại thì ở đây thì nhìn ra biển mình mọi người vẫn chưa có thấy view nhiều. Bên trái phía bên đây thì có một số bàn ghế để cho mọi người nghỉ ngơi. Bây giờ cùng mình đi tiếp nha. Bên đây có nhà vệ sinh và rất nhiều ghế cho mọi người ngồi. Mình ở đây có bán khá nhiều đồ lưu niệm mọi người. Còn ở phía bên đây có một quán cà phê. Hiện tại tới đây là bắt đầu có view rồi mọi người. Phía bên xa xa là một cái ngọn đồi. Ở đây là view biển. Bây giờ đi tiếp nha mọi người. Đến khúc này mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều bậc thang. Mình xem trên mạng thì để lên được Tượng Chúa thì hình như là gần 1.000 bậc nha mọi người. Mình mới đi chút xíu mà wow, ngay chỗ này bao la luôn, đẹp lắm mọi người. Lần sau mọi người nhớ rút kinh nghiệm của mình, đi cái lúc nào mà mình còn ở hotel á, mọi người có thể gửi ba lô, mình có đem theo một cái laptop, bây giờ phải vác theo, vừa leo cầu thang mà phải vừa vác ba lô nữa. Bây giờ là một cái chỗ để dừng chân, thứ hai để nghỉ ngơi. Tới đây là bắt đầu rất là đẹp rồi mọi người. Hôm nay thời tiết rất là ưu ái cho mình. Mấy bữa trước thì trời mưa nhưng mà tới ngày mình đi thì nó lại là trong xanh. Hôm nay biển khá là trong luôn. Bấm vô màn hình thử. À, bây giờ hãy cùng mình đi tiếp nha mọi người. Cái con đường lên thì dọc con đường luôn có những cái ghế vậy nè. Nếu mà bạn nào thể lực không tốt hay là
mệt á thì có thể ngồi nghỉ ngơi tí. À, 350. 350 mọi người. Vậy là từ nãy tới giờ mình đã đi được 350 bước. Thật sự rất là mệt mọi người. Đi gần mình nghĩ là cũng là bình thường thôi, nhưng mà đi rồi tự nhiên mình thấy mới có 350 bước mà đuối lắm mọi người. Mình tiếp nha. Hello mọi người, mình đang ở nấc thang khoảng thứ 500. Thật sự rất là đuối luôn. Mọi người, những người đi chung người ta cũng nghỉ ngơi mọi người. Lúc ở phía dưới thì mình nghĩ leo lên cũng, với sức thanh niên như mình thì leo lên cũng bình thường thôi, mà mới nửa đường là mình thấy quá đuối. Kinh nghiệm là lần sau là ví dụ mọi người đi thì mọi người nên đi chia điều sức mọi người, cứ đi một tí rồi nghỉ, đi một tí rồi nghỉ. Nếu mà leo lên đây thì chắc là khi mà mọi người có nhiều thời gian á, mọi người sẽ thoải mái hơn. Cứ leo lên được khoảng 100 bậc thì mọi người ngồi nghỉ, cứ 100 bậc thì mọi người ngồi nghỉ thì nó sẽ khỏe hơn. Còn mình cắm đầu một mạch mình leo lên 500 bậc thang, lên tới đây là rất là đuối luôn. Bây giờ chắc là mình nghỉ ở đây một tí rồi mình sẽ leo tiếp, chứ mình đi hết nổi rồi. Xin chào mọi người, sau khi bậc thang thứ 600 thì mọi người sẽ đạt được một thành quả là, anh ra đây nè, sẽ thấy là Thượng Chúa giang tay trước mặt rồi mọi người ơi. Đi tiếp thôi nào. Cái góc này khi mà chụp hình rất là đẹp luôn á mọi người. Mình mới vừa chụp một tấm luôn. Sau khi là chắc cỡ khoảng 700 mấy 800 bậc đó mọi người thì mình đã thấy tượng trước mặt rồi. Mọi người thấy phía xa xa ở trên có những con một số người đang ở trên đó chụp hình. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi lên. Ở đây có rất nhiều trẻ em đang chơi. Tính ra cũng nể mấy bé này leo lên tới đây đi chơi. Hay thiệt. Bây giờ mình sẽ tìm đường để... Wow. Khoan đã mọi người, trước khi lên thì một cái đại bác mọi người. Rất là to luôn. Nó đang hướng ra biển. Và bây giờ mời mọi người đi tiếp, mình sẽ tìm đường để leo lên tay của tượng. Cái này bây giờ còn lên được không? Có bao lâu lại? Dạ. Có gì? Mọi người lưu ý là khoảng trong đây có rất là nhiều hình ảnh về tượng Chúa.
mọi người lưu ý là khoảng từ 3:30 ngày thứ năm thì sẽ đóng cửa sớm, còn những ngày khác thì mở trễ hơn. Ở trong đây thì lối đi mọi người nhìn phía trên, lối đi này vừa đủ một người đó, mọi người vừa đủ để một người đi. Ở đây gió mát mọi người, hay là đứng đây luôn, không lên nữa. Cái chỗ để mình leo ra ngoài tường chúa thì nó cũng nhỏ mọi người. Mình coi trong video hay hình ảnh trên mạng thì mình nghĩ là nó sẽ khá là rộng, nhưng mà thực sự đi mọi người xem nó thấp hơn cả mình. Và đang đứng thì chỉ đúng khoảng từ 4 tới 5 em nhỏ đi ngắm thôi. Trên đây mát lắm mọi người ơi. Hi, xin chào mọi người. Vậy là mình đã dẫn mọi người lên được tượng Chúa Giang Tay. Và có một số lưu ý trước khi chia tay thì có một số lưu ý cho mọi người là mọi người hãy xem cái bảng. Quý khách lưu ý là ngày thường á thì mọi người sẽ được đến tham quan lúc 7:15 sáng và đến trưa 11:30, và buổi chiều là từ 13:30 đến 16:30. Nghiêng cái ngày thứ năm là ngày hôm nay mọi người thì sẽ đóng cửa sớm hơn là 3:30. Rất hên là mình vừa tới lúc là 3:30, và cái anh bảo vệ rất là dễ thương cũng cho mình lên là người cuối cùng lên, rất là cảm ơn anh. Và cái ngày trời mưa thì mọi người cũng không có được lên tượng. Đây mọi người có thể đọc là nếu trời mưa chúng tôi sẽ đóng cửa tượng. Và mọi người lưu ý khi mà mặc đồ quần áo thì nếu mà mặc váy ngắn hay là quần ngắn hoặc là ấy thì cũng không được vào. Và những cái cử chỉ hành động thì mọi người có thể đọc ở đây và lưu ý.
sau khi leo khoảng chừng 700 mấy đến 800 bậc thang thì rất là mệt. Mình nói thiệt là thật sự là ai leo lên đây cũng mệt cả. Kể cả mình cũng rất là mệt. Nhưng mà đổi lại được gì thì khi mà các bạn leo lên được tượng Chúa rất là mát mọi người, và phong cảnh rất là đẹp. Nên các bạn đến với Vũng Tàu thì nên đến đây và leo lên một lần để tận hưởng cái cảnh đẹp từ trên cao. Và thay vào đó là có, mọi người sẽ thấy hai cái khẩu đài bác này rất là lớn. Đây mình, mọi người có thể thấy là mình chỉ đứng bằng một góc của cái khẩu của pháo. Này là pháo, pháo cổ. Những cái nòng súng này đang hướng ra biển. Vậy là mình đã dẫn mọi người lên Chúa Giang Tay và có một số lưu ý cho mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người nhớ like và subscribe kênh. Và mọi người có ý kiến gì thì hãy bình luận. Mình rất là thích du lịch, nhưng mà mình có thể là những có những sai sót và những có cái còn không hay á. Cho nên là mọi người hãy bình luận phía dưới và góp ý để cho cùng nhau phát triển nha. Cảm ơn mọi người và xin chào tạm biệt mọi người.